Cả cuộc đời chỉ vẻn vẹn nằm trong năm chữ: hiểu được sớm thì hạnh phúc an yên, không chịu hiểu thì mãi xuôi ngược kiếp người. Nhân sinh muôn hình vạn trạng, đời người đến và đi tựa như cơn gió. Trải đời mãi, rốt cuộc ý nghĩa của nó chỉ nằm ở năm chữ quý giá sau đây: tĩnh, trong từ yên tĩnh, tĩnh lặng. Những người thích nói nhiều thường làm mất đi một phần vẻ đẹp của yên tĩnh. Có đôi khi nói quá nhiều lại làm phật lòng người khác. Vì thế, dù làm gì hay nói gì cũng đều phải suy nghĩ rồi hẵng phát biểu. Bởi lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bình, bình trong bình thường. Bình thường nhưng không tầm thường. Đừng quá tỏ ra giỏi giang, thông minh trong mắt người khác. Hãy khiêm tốn để nhận lại được sự kính trọng trọn vẹn từ phía mọi người. Không phải sự nổi bật nào cũng nhận lại được những kết quả tốt đẹp. Có những người có những chuyện quá nổi bật, quá chói lóa mà khiến con người ta dễ dàng từ bỏ nó. Nhường, nhường trong nhường nhịn. Nếu là chuyện phải trái thì cần phải rõ ràng, không nên nhường nhịn. Còn nếu là chuyện nhỏ, dễ giải quyết thì hãy học cách tĩnh để lắng nghe ý kiến, cảm nhận của người khác. Nhưng làm người thì phải có chính kiến, tiếp thu ý kiến của người khác, so sánh với ý kiến của mình để xử lý tốt việc cần làm. Chỉ nghe theo ý kiến của người khác và thực hiện là những người không có chính kiến. Nhẫn, nhẫn trong kiên nhẫn, nhẫn nại. Khi đối mặt với sự bất công, chớ có nóng vội và tức giận, bởi nóng vội vừa hại cho sức khỏe bản thân, lại chẳng giải quyết được sự việc. Cần phải học cách nhẫn nại trước những sự việc không thể thay đổi được và có can đảm để thay đổi những sự việc có thể thay đổi được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có đầu óc để phân biệt được việc nào là việc không thể và việc nào là việc có thể. Nhẫn là một trong những đức tính cần thiết để đi đến thành công. Và ba điều trên chính là nhân tố cần được chuẩn bị để thực hiện. Đạm, đạm nghĩa là nhạt. Cho dù là tiền tài, danh vọng hay tình cảm cũng cần phải điềm đạm. Trên đời này không có chuyện vì mất đi một người nào đó hay mất đi điều gì đó mà ta không thể không sống tiếp được. Khi có được cũng là lúc mất đi, và khi mất đi cũng chính là lúc tâm hồn bạn được nhẹ nhõm, thanh thản. Rồi sẽ có những cơ hội khác để bạn có được những cơ hội lựa chọn thứ khác. Học cách nhìn mọi thứ bằng con mắt thật nhạt. Như vậy, khi mất đi sẽ không quá đau lòng. Trên đời này, thứ gì quý nhất? Đáp án rất đơn giản, nhưng nhiều người loay hoay mãi chưa tìm ra. Từ chuyện con nhện sống trong chùa. Tương truyền rằng, trên mái hiên của chùa Linh Ẩn, có một con nhện không biết đã răng tơ mạng nhện mấy ngàn năm. Một hôm, Phật hỏi con nhện: đời người quý nhất là thứ gì? Con nhện liền đáp: là thứ chưa có được. Nghe vậy, Phật liền nói: con hãy nghĩ thêm đi, rồi quay người bỏ đi. 1000 năm nữa trôi qua, Phật lại hỏi con nhện: đời người quý nhất là thứ gì? Và câu trả lời của nó vẫn như năm xưa, chẳng có gì thay đổi. Bỗng có một ngày, một cơn gió lớn bất ngờ xuất hiện, thổi bay một viên trân châu rơi vào mạng nhện. Nhện nhìn thấy viên trân châu sáng lấp lánh thì thích lắm. Ngày nào nó cũng ngắm nhìn vật thể mới lạ ấy và cảm thấy
Những ngày này thật sự là những ngày vui vẻ nhất. Thế nhưng cho đến một hôm, một cơn gió lớn lại xuất hiện và thổi bay mất viên trân châu đi. Con nhện buồn vô hạn. Lúc này Phật lại đến và hỏi: đời người quý nhất là thứ gì? Nhện đáp: là thứ chưa có được và thứ đã mất đi. Phật nói: đằng nào thì con cũng vẫn cho rằng thứ quý nhất trên đời là thứ chưa có được và thứ đã mất đi. Vậy thì con hãy xuống nhân gian một chuyến. Cho đến một tiểu thư con quan danh giá. Và thế là nhện đầu thai vào một nhà quan, trở thành tiểu thư con nhà danh giá. Bố mẹ đặt tên cho cô là Kiều Diễm. Thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, Kiều Diễm giờ trở thành một tiểu thư xinh đẹp, nhu mì. Năm đó, Hoàng thượng tổ chức tiệc ăn mừng cho Kim Khoa Trạng Nguyên Cam Lộ trong hậu hoa viên. Cam Lộ ngồi trên bàn tiệc ngâm thơ. Sự hào hoa toát ra từ chàng thư sinh này đã khiến bao cô gái có mặt đều sinh lòng yêu mến. Trong đó có cả tiểu thư công chúa được Hoàng thượng hết lòng yêu thương, tên Trường Phong. Kiều Diễm thì khác, cô vẫn dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi cô biết đây là sự sắp đặt của ông trời, rằng Cam Lộ sẽ là của cô. Vài ngày sau, khi Kiều Diễm cùng mẹ đi chùa dâng hương, cô tình cờ gặp Cam Lộ cũng đưa mẹ anh đi chùa. Hai bà mẹ nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Kiều Diễm và Cam Lộ cũng vừa dạo quanh chùa vừa nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Kiều Diễm không cảm nhận được một chút nào về sự yêu mến mà Cam Lộ dành cho cô. Cô liền hỏi: lẽ nào công tử quên mất con nhện ở chùa Linh Ẩn 16 năm trước? Cam Lộ kinh ngạc nhìn Kiều Diễm nói: tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu, khiến người khác nhìn là mê đắm, nhưng chớ nên tưởng tượng phong phú đến vậy. Nói xong, Cam Lộ đưa mẹ bỏ đi. Kiều Diễm cảm thấy khó hiểu, băn khoăn, không biết tại sao ông trời lại sắp xếp mối nhân duyên này, nhưng lại để người ta không nhớ nổi mình. Vài ngày sau, Hoàng thượng đứng ra làm chủ, hứa gả Kiều Diễm cho Chi Thảo Vương tử. Kiều Diễm vô cùng tuyệt vọng, cơm không thiết ăn, nước không thiết uống. Người vì thế mà héo hon, gầy rộc, mất hết khát vọng về cuộc đời, muốn được trở lại cuộc sống như trước kia. Chi Thảo Vương tử nghe nói vậy, liền chạy đến bên giường của Kiều Diễm nói: hôm ở trong hậu hoa viên, ta vừa nhìn thấy tiểu thư đã bị tiếng sét ái tình làm cho say đắm. Ta khổ sở cầu phụ hoàng mới có được cuộc hôn nhân này. Nếu như tiểu thư chết, ta cũng không thể sống được. Nói xong, vương tử rút kiếm toan tự tử. Và đáp án cho câu hỏi: đời người thứ gì là quý nhất? Khi đó Phật lại xuất hiện và nói với Kiều Diễm: hôm đó con đã nhìn thấy viên trân châu phải không? Con có từng nghĩ thứ gì đã mang nó đến trước mặt con không? Là gió. Viên trân châu đó chỉ xuất hiện trong cuộc đời của con một lần, rồi cuối cùng lại bị gió đem đi. Cam Lộ cuối cùng cũng thuộc về công chúa Trường Xuân, còn Chi Thảo chính là cây cỏ sống trong chùa Linh Ẩn trong suốt 3.000 năm. Nó đã quan sát con 3.000 năm, yêu con 3.000 năm. Thế nhưng từ trước đến giờ, con chưa bao giờ cúi xuống nhìn nó một lần. Ta hỏi con lần nữa, đời người thứ gì là quý nhất? Kiều Diễm như bừng tỉnh ngộ trả lời: đời người quý nhất không phải là thứ chưa có được hay thứ đã mất đi, mà là hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Phật nghe xong liền biến mất. Linh hồn của Kiều Diễm cũng dần được khôi phục trở về với thể xác.
Cô mở to mắt nhìn Chi Thảo Vương Tử đang muốn kết liễu cuộc đời, vội vã tìm cách tước thanh kiếm khỏi tay chàng hoàng tử vào ôm Chi Thảo.